một ngày nó cũng sẽ như thế này đấy mấy bà. Vậy thì lọc đơn. Lọc đơn là gì? Đơn nào với cái ký ức nào? Kiểu chơi đồ hàng với bà, cái này là đơn số lượng hàng. Cho tôi mình chữ bằng tên là bằng ngân, chơi là trời, bằng ngân là bằng nào chơi. Trời má ơi. Cái này ấy, để mà đơn để mà thu cho nó ngon cái bác sụp đúng đúng rồi trời. Cái này để phân ra xem cái nào là cái nên bốc trước, những cái này nhiều cá là không có bốc sớm được. Ni nail spa đó mọi người đeo bây giờ như kiểu bà nào cũng spa, đơn nào cũng spa nail má ơi. Bây giờ ni nail spa 3 2 9 3 7 bây giờ đông sung đó, những cái đơn dài này là phải để gọn lại để bốc trước, đóng mấy cái hàng ngày trước. Thảo lê bây giờ 723 1911 tay. Đơn này là lạp xưởng 5 cái, lạp xưởng Thủy Nguyễn, Thủy Đề Thu Nguyễn má ơi, chị Văn. Thật cái này giống như kiểu Ngân Tiến Dũng Nguyễn là vừa nhòm đây này các bà ơi. Đây rồi, Tiến Dũng Nguyễn 19426. Đông sung hạt nêm, mắm nêm, lạp sườn, khô cá dứa biển. Rồi đơn này ra đây. Trịnh Văn vừa ngoài nhòm bên này. Trịnh Văn bây giờ 22191 bây giờ. Lạp sườn, khô cá dứa, đù miếng Điện Biên. Đó. Dinh Trần lạp sườn, cá lóc sợi sập lại. Dinh Trần. Bắt vào kết với bà. Đây là Trang Nguyễn này, đây này. Trang Nguyễn này, đây này. Thu Nguyễn. Đây là bà Thu Nguyễn này. 22043. Rồi. Khô sọc hướng, khô cá lóc, cá dứa baby, lạp sườn. Rồi nhá. Kim liên re eo đó mới là Kim liên re eo. Thủy Nguyễn đúng. Hương hồ kim liên re eo. Bây giờ măng vầu, mắm tôm, khô cá dứa biển. Lưu Hoàng đưa hoàng, khô cá sắc đại, khô cá sắc bướm. Bưu hoàng 2447. Rồi. Thì mới sao
Cái này mà không chính xác bốc nhầm thì chỉ có chết thôi chị Trúc. Đây là một trong những công việc mà chị Trúc đây rồi. 24/2/2022 rồi. Mắm nêm khá sắc bướm khá sắc đại dưới baby. Rồi đây. Chị Ngân đây rồi. 95035. Sắc bướm mấy Điện Biên măng rồi măng lươn cá lù lù khô cải. Này. Dinh Trần đây là lạp sườn cá lóc sợi cá sắc đại. Rồi. Hương Hồ. Chị này hơi nhiều đây. Chị này bị sót đơn thì sorry chị nghìn lần vạn kiếp này. Gà ủ muối, lạp sườn, bánh đa nem, miến Điện Biên, nấm hương, mắm tôm nguyên chất. Chị Sipto Mi Sen Brau. Sipto cái gì đây? Chết bàn này bàn nào đây? Cái bàn này sao có tên trời. Chết mẹ rồi, bàn này bàn nào đây trời. Bàn này ở cái zip code là 30043. 30 có những người các chị nhớ nhé. Các chị gửi hàng ở các chị gửi đơn ấy. Đây rồi. Mi Sen Brau. Măng bầu lạp sườn. Các chị ghi cái tên giùm em nhé. Nga Huỳnh. Kem chống nắng viên giảm cân. Thủy Nguyễn. Lạp sườn cái gì? Sáu gói à? Đủ không trời? Trời, những cái hàng mà chắc có bán. Hương Lê Nguyễn. Hương Lê Nguyễn. Mắm nêm khô cà lóc cà cơm thu. Mắm nêm cà. 2, 3. Mỹ Hương Nguyễn. Chị này gia vị gà ủ muối à thì nói. Chị An Phạm. Mắm tôm nguyên chất 2 hộp lạp sườn 4 gói. Rồi xong đơn lạp sườn. Những cái đơn lạp sườn này đi chung. Đúng ạ. Đúng ạ. Rồi không đi bán hàng nha các chị. Thank you mọi người. Sing up on. Không biết tâm này kính luôn. Sit down. Rồi à. Rồi, việc đầu tiên uống trà giảm cân và viên đốt mỡ. Nó mới gầy. Đó, đây. Mọi người nhìn này. Em gầy rồi mọi người. Đó, em gầy rồi. Uống viên đốt mỡ trà giảm cân. Khách nhà em 2 tuần xuống 3 pound. Bye bye cả nhà.